giúp cho Penguin có nhiều khoảng trống kiểm soát các tình huống trừng phạt hơn so với BJ. Một đội hình mang thiên hướng đánh giao tranh tổng mạnh đến từ bên phía của SGB với Nocturne Swain cùng với Aphelios, nhưng họ cũng có thể có một điều kiện thắng thứ hai, đó là khả năng để lẻ đến từ Fiora của Hazmat. Đây là kèo đấu được pick sau dành cho đường trên của SGB, và để xem là cái kỹ năng đi đường đến từ Hazmat với Fiora nó có đủ sức để anh ta tạo dựng những lợi thế đi đường và đẩy lẻ trước con que của Hero hay không. Chúng ta cùng nhìn lại đây, tình huống di chuyển rất vô tình đến từ Hero. Anh ta di chuyển cắm mắt và phát hiện ra con Nocturne của BJ, và sau đó anh ta đứng dình ở tại bụi cỏ khu cánh trên, bụi cỏ không hề có mắt của Hazmat, để kêu gọi một pha phản công đến từ cả hai người chơi cánh trên khác, đó chính là Penguin và Artifact. Và khi Artifact lên trước thì anh ta rõ ràng tác động tới tình huống giao tranh này tốt hơn so với những gì mà một con friend của Froggy có thể làm được. Có lẽ rằng cái quãng thời gian chúng ta theo dõi replay thì có một vài những sự gọi là đôn người đến từ cả hai bên, và bằng một cách nào đó thì Sài Gòn Buffalo có lợi thế hơn, nhưng đường dưới này đang hơi căng khi mà Sogan đã phải mất cho mình hồi máu để kích tốc lên, tốc biến ngoạm đối phương vào miệng và trả ngược trở lại. SD kích hoạt đi là đỉnh điểm, và Sogan chắc chắn rất về dạng quá khứ. Anh ta dính quá nhiều những sát thương đến từ một con Jerry đã tung hết sức mạnh của mình ra. Đó là một cái giá phải trả dành cho tình huống di chuyển của Taki lên khung cánh trên. Con sứ giả đó là con sứ giả mà bắt Taki tốc biến lên. Anh ta muốn bắt bớ vào người chơi xạ thủ đối phương. SD bị hiệu khống chế liên tục, nhưng anh ta vẫn có thể rút lui được với nhanh như điện. Và thêm cả đó là Su Hào đến với tình huống bảo kê, gỡ lại những gì đã mất sau tình huống nằm xuống của anh ta. Và đây là tình huống va chạm vũ trụ cuối được dùng đến từ Penguin, có thêm cả sự xuất hiện đến từ vị trí của Artifact nữa với tốc hành. Froggy đã phải tốc biến chạy mất máu quá nhiều. Froggy vẫn sống với một chấm máu, pha phi tạch cuối cùng trượt khiến Artifact không đủ sát thương để dứt điểm được Froggy. Nhưng ít nhất thì với chất lệnh đế vương, nếu đánh nhau ở mục tiêu lớn thì đây là một công cụ hoàn hảo. Đường trên có đánh nhau và góp vào một cái tầm nhìn bá chủ, nhưng Hazmat vẫn không thể nào đủ đam được, bởi vì anh ta vẫn chỉ kích hoạt được hai điểm yếu của đại thử thách mà thôi. Vẫn còn hai điểm yếu khác chưa thể kích hoạt nên sát thương là không đủ. Vẫn đang cố gắng làm mềm và sẽ không có bất kỳ một thành viên nào của Sài Gòn Buffalo lên để thực hiện một hành vi bằng chung. Ôi, và thậm chí là Penguin còn lên trước, tốc biến lao lên có hai lần lốc xoáy, và Hazmat đã quá tham mồi và quá say đòn trong cái pha thi đấu vừa rồi. Thì họ đang dẫn trước so với SGB đâu đó khoảng chừng con số 2.000 tiền. Và đây là pha Hazmat tiếp tục di chuyển lỗi, anh ta đang bị bắt bớ lại bởi đối phương, nhưng lần này thì anh ta có đồng đội kế bên. Anh ta bật chiêu cuối chém luôn vào Penguin, người không có chiêu cuối, không có tốc biến. Hazmat mất máu nhiều, anh ta đã phải lên bảng sau cú phi thạch vừa rồi. Thời gian câu kéo là không đủ để Taki cùng với cả BJ xuất hiện, và kể cả có xuất hiện thì BJ cùng với Taki đã hết hai cú chiêu cuối để cover cho Hazmat. Như là Jerry, như là Thalia đều đã có hai món trang bị lớn, và bây giờ SGB đã gọi sứ giả tại khung cánh trên bản đồ. Chỉ có hai thành viên bên phía của Team Secret đang đứng ở đây để phòng ngự và cứu hút, nếu chúng nó sẽ mang lại trụ một khu vực đứng trên của đối phương dành cho SGB, và họ sẽ có được trụ thứ hai của mình, nhưng đó là pha tấn công nhanh. Tốc biến được dùng đến từ Froggy để đảm bảo rằng anh ta sẽ không bị gây hiệu khống chế bởi các thành viên Team Secret, nhưng vẫn còn khống chế đến từ hố không của Penguin, và anh ta hất tung liên tục khiến cho Nautilus của Taki đã phải lên bảng. Froggy không dám đứng lại quá lâu, pha băng vào quá đất động đến từ BJ, có thêm Hazmat để có thể cover thêm, khai thác điểm yếu đến từ Hazmat. Anh ta kích được 3 điểm yếu thứ tư không kích được và anh ta nằm xuống rồi. Lại một lần nữa không kích được đại thử thách, và lần này thì cái giá phải trả còn đắt hơn rất nhiều cho bên phía SGB khi Shogun có lẽ cũng sẽ đi chung. Đó là 4 ma gục cho Secret. Họ đang có được cơ hội để kiểm soát round đầu tiên của bán thi đấu này, thậm chí Artifact muốn quét sạch khi anh ta truy đuổi vào BJ. BJ không dính quang địa chấn khi anh ta bật lá chắn phép hợp lý, nhưng anh ta đang bị truy đuổi liên tục, đang bị thả diều, đang bị ném gạch vào đầu, và Artifact đang có một pha solo có thể sẽ là quét sạch dành cho bên phía của Secret. BJ bị lính đánh quá nhiều và sát thương đến từ lính cùng với mặt nạ thống khổ, nó là chưa đủ để giúp Team Secret có được quét sạch trong cú này. Froggy thì chỉ có kiệt sức đến từ cái sách phép mà thôi, và đó là một cái công cụ không thể đủ được để giúp cho họ phòng thủ ở cái trụ của đường trên. Đường giữa cũng là tương tự, có vẻ là một pha hơi dướn quá đến từ Hero. Hero bị trói, Hero bị hoảng sợ, và Taki cũng đến bằng một kéo mỏ neo ổn, thủy lỗ tầm nhiệt tung ra, và đó là Artifact được cứu bằng ngậm nuốt đến từ vị trí của Su Hào, được bạn mình nhổ ra. Artifact có một đất giáp lớn và quang địa chấn của anh ta khiến cho Froggy phải mất đi đồng hồ của mình, và sau đó thì bị hất tung bởi sự hoảng thủy vực. Lấy cái gì ra để cứu được pháp sư của mình đây? Và câu trả lời là không. Froggy gục và SD đang được chơi một cách thoải mái với khả năng free shot từ đầu đến cuối. Những carry sát thương tuyến sau của Team Secret đang thực sự xanh xao trong ván thi đấu này. Và đây là cú chiêu cuối để có thể chia cắt đội đối phương và có luôn một trụ bảo vệ nhà lính cùng đứng dưới nữa. Họ đang hướng tới đội lính xung quanh thứ ba, cú bóc trúng Mr. Taki đẩy thủy đô tầm nhiệt vào. Hero vẫn còn đủ sự bình tĩnh của mình để trả sức ngược lại với chiêu cuối sẽ chỉ lục kim và sẽ là bất bại. Froggy băng vào quá đơn độc và tốc biến vào hất tung 3-4 thành viên đối phương đến từ Penguin, mở ra khoảng trống để SD có thể được free shot. Anh ta có double kill. Hazmat cũng đang không thể nào có thể chống chịu lại nổi lượng sát thương đến từ hai carry của đối phương và phải tốc biến bỏ chạy, nhưng ta đã phải lên bảng rồi. Và bên phía bên kia, SD tìm kiếm cho mình cú triple kill sau khi hạ gục thành công được Shogun, quang điện chấn chuẩn xác. BJ tốc biến trong bể đá cổ và anh ta giữ mạng được, nhưng nhà lính thứ ba cùng với chiến thắng trong ván đấu đầu tiên sẽ thuộc về Team Secret.
Chắc chắn là như vậy rồi. Phút thứ 26, 3 đường lính siêu cấp ùa vào. Tổng cộng là 6 con thiên vương chùy, không, 4 con thôi. 6 là thì hơi nói quá một chút xíu. Nhưng bao nhiêu con thiên vương chùy thì nó không phải là một điều quan trọng. Mà điều quan trọng rằng là team Secret đã bên phía của SGB trong ván thi đấu này thì họ hướng tới một con xin giao đi rừng dành cho Winjay, cùng với đó là Gwen cùng đường trên cho Hazmat. Một lựa chọn được lựa chọn sau dành cho đường trên bên phía của SGB. Nhưng tôi đánh giá rằng chiếc tướng sẽ không nhỉnh hơn hoàn toàn dành cho Hazmat trong kèo đấu này. Ván thi đấu đầu tiên cũng là ván thi đấu mà Hazmat được ưu tiên chọn sau, nhưng anh ta đã không làm tốt với kèo đấu Fiora và Gwen. Thì để xem ván thi đấu thứ hai là anh ta có cải thiện được tình hình đó với kèo đấu giữa Gwen cùng với Na hay không. Và đến bây giờ thì tôi thấy rằng là Team Secret hoàn toàn chính xác trong cái việc lựa chọn một định hướng hỗ trợ mang tên hướng bảo kê theo kiểu búp dành cho xạ thủ của họ hay dành cho cái phần còn lại. Lulu này cái như Tùng đã phân tích thì có thể kết hợp với cả Zavan cực kỳ tốt trong một cái combo là Zavan combo Hoàng Kỳ Demacia các thứ vào và được khổng lồ hóa hất tung thêm một lần nữa, và vừa khiến cho Zavan trở nên cứng cáp hơn. Thậm chí là artifact cấp độ 6 anh ta có bán người thương lấy được của Brinzai. Ô đường trên Hazmat ăn lính lên 6, đã có cấp độ 6, xe trừ lực kim bắt đầu được dùng đến từ Hazmat, cắt rất đau với sát thương chuẩn. Hero không có tốc biến nha, xe trừ lực kim lần 2 trúng, lần 3 cũng chỉ dùng để cấu rỉa, sau đó Hazmat rút lui vì anh ta không còn năng lượng để thực hiện những cú EQ nữa. Đây thực sự là một cuộc đấu trí giữa hai người đi đường trên. Nhưng lần này thì Brinzai lại bị phát hiện bởi một con mắt kiểm soát rồi. Những góc độ tấn công này hoàn toàn đủ cho một cú phong lôi. Bắn thêm cả Rai cũng đến với vòng tròn của mình nữa. Và đó là một chiêu cuối tốt của Rai, nó đem về 400 vàng cho Froggy ở trong một tình huống anh ta can thiệp lên nửa cánh trên. Và Su Hào đứng ở trong này, hóa cóc thành công, một combo trượt bởi vì đối phương đã túc biến ra khỏi vùng combo kỳ kích đến từ vị trí của Penguin. Artifact cũng đến, bắt giữ là vào con lính chứ không trúng vào Froggy trong pha thi đấu này. Taki cũng đến rồi làm 4-3, nhưng lượng máu cơ bản bên phía Saigon Buffalo không cao lắm. Nhưng ngay lập tức thì Yumi đã khỏa lấp được cái điểm yếu này. Với việc anh ta sử dụng hai mạng gục sớm, trong đó có một chiến công đồng, thì bây giờ SGB đang muốn tấn công Hero thêm một lần nữa, người vừa mất tốc biến. Hero lại đổi tốc biến với cả tốc hành của đối phương. Bây giờ thì anh ta lấy gì để chạy đây? Cố gắng nhảy về, làm choáng ngược trở lại đối phương, bị cắt rất đau. Và sát thương không đủ đến từ phía SGB, họ còn thiếu một hit nữa. Hero vẫn sống, Winjay thì vẫn còn bám người thương, vẫn còn khả năng hồi phục đến từ Yumi và Taki để có thể rút lui. Và đó là phát hiện bất ngờ đến từ SD, là cùng với anh ta bắn liên tục kích hoạt nên đạt đỉnh điểm. Có cả chương cuối giữ chân đối phương lại đến Artifact, sát thương quá nhiều. Winjay chứ không đổi, anh ta đã nằm rồi, đó là pha cùng cố trả lại nhưng sát thương là không đủ đến từ SGB. Để hạ gục đường dưỡng của Team Secret, double kill dành cho Zeri của SD. Nhưng ít nhất thì Penguin đang đứng đây để bắt lõng được Winjay. Anh ta cấp độ 8, Winjay cấp độ 7 mà thôi, combo là chắc chắn trúng rồi. Phong vô thương chỉ trúng với những con lính mà thôi. Bên này có artifact đón đầu và ngay lập tức bán nguyệt thương được tung ra. Winjay đang dãy dụa trong vùng bán nguyệt thương của mình, nhưng sát thương của anh ta cũng chỉ là như gãy ngứa vào hai thành viên ở bên kia mà thôi. Đi hạ gục với artifact, một tình huống bắt tài rất tốt của bộ ba bên phía Team Secret. Có thể là như vậy, có sứ giả được gọi tại chúng hai cùng đường trên để chia tiền dành cho Penguin và Hazmat. Hazmat không còn chiêu cuối, đang bị tấn công rất rát bởi cặp đôi phía bên kia. Và trụ cũng không còn nhiều máu nữa, combo lên tốc biến đại địa chấn bắt mắc tầm đến vị trí artifact, và đó là mạng dành cho người chơi lên rừng của Team Secret. Một con rồng thứ hai của ván thi đấu phải trả một cái giá cũng không hề rẻ đến từ bên phía SGB khi họ mất đi trụ hai đường trên cùng với người chơi đường trên của mình. Rất hay, một vị tướng chống chịu tốt nhưng quen khả năng linh hoạt là có, cuối cùng vẫn phải chết sấp một đường dưới có đánh nhau. Và Froggy bị tấn công cực kỳ nhiều về lượng sát thương, nhưng đâu đó thì anh ta vẫn còn có một cái đồng hồ để có thể outplay được. Nhưng SGB quyết định rút lui cho tình huống này. SD vòng ra Na khổng lồ đến nơi đến từ Hero rồi. Một tiếng xung đi cao thế làm chậm thành công Froggy. Và ôi đó sao? Là pha tốc biến lên trục cuốn rất đẹp. Ra ban Ventus combo thẳng vào, SD đang free shot ở tuyến ngoài. Sát thương trả lại đủ để khiến cho Hero phải bốc hơi. Và Zeri vẫn đang cố gắng bắn với lượng sát thương đang cực kỳ khủng khiếp đến từ vị trí của SD. Anh ta lướt lên bắn tiếp vào người của Shogun, người đang cực kỳ yếu máu, và Shogun đã gục ngã rồi. Artifact đang quẩy những máu của anh ta quá yếu. Hazmat hạ gục thành công được xạ thủ đối phương, chính xác là người chơi đứng giữa đối phương, và sau đó thì anh ta tiếp tục cắt vào SD. SD đang nhận được sự hỗ trợ đến từ Penguin. Penguin có double kill, anh ta combo kỳ kích hất tung thành công Hazmat lên. Hazmat là thành viên cuối cùng nằm xuống triple kill dành cho Penguin, giao tranh thắng quét sạch cho Team Secret. Nếu như họ làm tốt với hiệu khống chế tuyến trước thì chắc chắn sát thương tuyến sau sẽ đủ. Với một kiếm của Zeri trong tay của SD, chiêu cuối được dùng đến từ Hero để rút lui anh ta vẫn đang là Na khổng lồ, thậm chí vẫn có chiêu cuối được đầu tư đến từ Hazmat để gây sát thương. Hero không có tốc biến và đã phải gục ngã. Một tiếng di chuyển bọc lót lẫn nhau đến từ hai đường đơn của SGB là rất tốt, và Team Secret không dám ép Baron. Đây là con rồng nguyên tố, nếu có nó sẽ là thứ ba cho SGB để tiếp cận với linh hồn rồng đất. Còn bên phía của Team Secret thì họ để xem có dám bỏ để hướng tới rồng hay không. Đây chính xác là một tiếng băng vào đến từ bên phía của Team Secret. Ở người mất máu nhiều đang là Winjay. Winjay tốc biến ra và bắn người thương bay vẫn sống, người nằm xuống lại là Hero. Hazmat vẫn đang quẩy với sự là bất bại và người đang bấm đồng hồ, đó là thì phải chỉ còn một chấm máu mà thôi. Tốc biến được dùng nhưng vẫn phải lên bảng, sát thương quá nhiều đến từ Shogun. Shogun tốc biến tìm kiếm SD và anh ta không có đủ sát thương từ tướng này, nhưng Froggy thì sao? Froggy một cổ ngư bị chết đi lại, wow. Và SD đã phải gục ngã trước khi nằm xuống. Anh ta shut down thành công được Shogun nhưng vẫn là do tranh thắng cho bên phía của SGB. Đội trưởng của SGB nằm xuống và đó là pha một
mình Penguin phải đối mặt với 3 thành viên của SGB, kể cả là anh ta có trừng phạt. Nhưng thế lính tại khu đứng giữa lúc nào cũng là sau gần đẩy trước so với thì cả. Và đang có người quan tại đó là Hero, nhau. Người không có tốc biến. Anh ta sẽ về bằng cách nào đây? Na khổng lồ không kịp rồi. Hero cũng ngã, lợi thế về người cho SGB. Và để xem lợi thế về người này trong khoảng chừng 40 giây sẽ để SGB tận dụng để làm cái gì. Đối với Team Secret thì họ vẫn đang có một mùa sau tương tiến sau tốt, đó là SD, và anh ta cũng đã thể hiện rất tốt trong tướng giao tranh trước đó. Nhưng chỉ là khoảng cách được bao nhiêu đây. Đại địa chấn vào, băng thẳng vào, đó là Na tín điện tên Hero. Đó là một tình huống đẩy đối phương ra và bỗng nhiên Shogun được cứu cho thứ bị đẩy vừa rồi. Và pha phản công đến SGB sẽ là như thế nào đây? Họ có bao nhiêu mạng mà thôi, double kill có ra Hazmat. Và xin giao của VJ có thể nằm xuống, nhưng lực lượng của anh ta vẫn đang có rất nhiều khoảng trống để gây sát thương. SD bắn không nổi, triple kill dành cho Hazmat. Và SD vẫn đang bị mắc kẹt ở đây. Hazmat tìm được SD. SD không còn nhiều năng lượng nữa. Cái thứ mà SD làm được đó là anh ta ăn được con cắp của đối phương, và sau đó thì là một quad kill không chính thức cho đội trưởng Hazmat mà thôi. Penguin cũng đang bị nhắm đến, sẽ là một pha quét sạch với tốc độ di chuyển với Proggy và với một con Yumi kẹp ở sau đít nữa là hoàn toàn dồi dào. Sài Gòn Buffalo nó vẫn còn đó, cho nên nó tạo ra một cái thế mà gần như Shogun cứ tựa lưng vào trụ mà bắn thôi, rất khó để có thể bắt được vị trí của Shogun. Đánh nhau nổ ra, Suha bị nhắm đến, anh ta buộc phải khổng lồ hóa cho bản thân mình. Hero nhún nhảy, nhưng sau đó là anh ta nhún nhảy địa ngục mà thôi. Hazmat thì vẫn đang quá trì, và đây là ván đấu chiến thắng dành cho Sài Gòn Buffalo. Một ván thắng để cân bằng tỷ số 1-1 trong các trận BO3 này. Và khi Team Secret họ không có được những tưởng là Lee Sin, Senna, nếu như một trong hai người chơi là Suha và SD sử dụng được Lee Sin thì vẫn đang là những cái tình huống hoán đổi tướng liên tục đến từ bên phía của Secret ở trong ván thi đấu thứ ba này. Còn đối với SGB thì đội hình họ đã ấn định rồi, khi mà Rakan xuất hiện thì đó sẽ là một con Seraphine đứng giữa dành cho Froggy. Và như những gì chúng ta đã thấy trên màn hình sẽ là một con Lee Sin trong tay của SD chứ không phải là Su Hào. Tôi cứ tưởng như là SD sẽ là người dùng con Senna và Su Hào, một người chơi từng đi rừng, sẽ dùng Lee Sin, nhưng hoàn toàn không phải, ngược lại. Hazmat thì cũng chẳng sao, bởi vì đường dưới Shogun và Taki đã làm quá tốt những gì cần phải làm để đi chết được SD với một con bài lạ, đó là con bài Lee Sin đi đường dưới rồi. Như các bạn thấy, kể cả là Lee Sin cầm thiêu đốt đi chăng nữa, nhưng mà cái lượng máu này thì anh ta không đủ để có thể dùng một thiêu đốt ở bất kỳ vị trí nào cả, nên nó gần như không có tác dụng. Nhưng vừa rồi thì sau khi ăn xong mấy người đá ở trên thì Penguin vẫn chưa thực hiện được cái lên cấp 6 của mình. Anh ta vẫn đến lúc biến lao lên làm choáng thêm một lần, Mickey trả lại xe chỉ đột kim và kích hoạt cả sự làm bất bại nữa. Một đánh hai là hơi quá sức, và bằng một cách nào đó thì Penguin ra để hit những con lính vừa đủ để lên cấp 6. Anh ta có hai lần lốc xoáy, đó là chiến công dành cho Jack của Hero. Một pha phát động tấn công lên nửa trên bản đồ rất tốt đến từ phía Secret, nhưng cánh dưới của họ đang gặp một chút nguy hiểm. SD không còn tốc biến, bị giữ chân lại dưới trụ, sát thương chưa đủ đến từ SGB. Họ di chuyển ra và tấn công nhịp thứ hai. SD có lẽ sẽ hơi khó về. SGB thậm chí tấn công cả vào Su Hào. Su Hào nằm xuống trước cả vị trí của SD. Nên SD yêu máu, SD có lẽ sẽ đi chung và xuất hiện đến Artifact. Chỉ là mang hàng công thứ ba thêm cho SGB cho cứu bao trụ này mà thôi. Như các bạn thấy thì cái điều kiện thắng đánh vào xạ thủ đã càng được trở nên đảm bảo một cách tốt hơn bao giờ hết. Được giải phóng xạ thủ đâu đó ở phút thứ 11, thứ 12. Ăn xong trụ đầu tiên, xạ thủ ra đường giữa để có thể farm thêm vào những bay chim nữa. Quá hoàn hảo dành cho bầy trâu của đường trên, sẽ là băng qua trụ đến từ Penguin. Anh ta chỉ bị trụ bắn một hit mà thôi, nhưng đó là một cú bết chiêu có phần hơi thái quá của Hero. Và ngay lập tức Penguin thấy bạn mình chết thì phải quay đầu một góc 90 độ và rẽ sang khu vực sông. Và sẽ phải lùi về mà thôi. Artifact lên, nhưng lính này không băng trụ được. Lính này không cho phép họ ùa lính vào. Thì lốc xoáy đánh nhau ngoài thêm trụ thì hoàn toàn có thể được. Một do chúng là chết, tiến lao lên mê hoặc chỉ được cái bóng chim mồi. Đó là một tình huống mà tôi cũng không kịp để ý xem cái gì đã diễn từ bây giờ. Tôi thấy anh ta về được rồi mà. Anh ta đã tốc biến về được. Còn chúng ta hãy cùng nhìn lại một pha băng trụ. Đó là cú nộ lông cước được dùng để có thể thoát khỏi hiệu không chế đến từ Rakan với số điểm đánh tráng. Nhưng kể cả như vậy thì cú vôi cước vào đến từ vị trí SD là thái quá. Mà cứ ngỡ anh ta đã về được rồi, nhưng mà anh ta quyết định là đứng lại thêm một nhịp nữa. Khi mà Froggy thì chuyển lên, cái tình huống đứng lại đó là tình huống hết sức sai lầm. Pha gọi sứ giả ăn hai lớp tác trụ đến từ bên phía của Team Secret. Froggy đi bộ theo con quỷ e liên tục, sát thương là tương đối nhiều khi có thêm sự xuất hiện đến từ vị trí của Taki. Taki xuất hiện bất ngờ và khiến cho Penguin đã phải lên bảng. Nhưng đảm bảo được, đường giữa lại có đánh nhau à? Penguin xuống tấn công. Chưa. Cú chiêu cuối lần 3 sát thương không đủ đến từ Hazmat, và băng trụ có vẻ là hơi bị liều lĩnh đến từ bên phía của Team Secret. Và qua đó thì lại có phản công của SGB rồi. Mạng có dành cho BJ. Và có vẻ như Penguin cũng không còn tốc biến để về nữa rồi. Anh ta nhả phân thân của mình ra. Nhưng có lẽ là cũng không thể có thể phá lùi nổi. Hai ma gục dành cho bên phía của SGB tại nửa dưới bản đồ.
tranh nhau bằng một món đồ lớn và thậm chí là cả một giày hai, tôi nghĩ là như vậy. Còn bên phía bên kia thì Hero đang bị quay, anh ta đánh hạt thông tổ tốc biến còn để rút lui. Độ lông cước đẩy vị trí bên dây ra nhưng Taki đang vào, anh ta gom người là khá tốt, thất tung liên tục đến từ vị trí của Taki. Khúc ca lan tỏa bồi vào bên dây tốc biến dứt điểm thành công được Hero. Và sau đó là Lee Sin của Eddie cũng đã phải gục ngã, tiếp tục can trường và tấn công đủ, bên dây gục ngã vừa nữa sắp từ trụ và có mạng người trở lại dành cho bên phía của Secret. Bây giờ của Sài Gòn Bắc Lô là rất nhiều quả cầu được tung ra một cách rệu vợi để mong hy vọng giết được con sứ giả vẫn đúc hai lần. Taki đến kích hoạt cho mình bộ pháp thần tốc, anh ta lao đến hất tung được một người ở bên kia và đó là Penguin ngay lập tức bị mắc kẹt lại. Và người phải lên bảng đếm số là Taki. Cái thứ mắc kẹt lại vừa rồi chỉ là cái bóng Penguin mà thôi, lấy một rồi một nhưng vẫn là dì dắt để con sứ giả cái đất kết thúc được lần thứ ba. Penguin đến với hai lần lốc xoáy của mình, Sogan đã ra khỏi tầm trung rồi, anh ta quay ngược trở lại để bắn Penguin. Và Penguin chắc chắn phải lên bảng đếm số mà thôi, bấm đồng hồ rất tốt của Froggy. Và cái trụ ở trên bậc thềm chắc chắn sẽ thuộc về cho bầy trâu. Chói bến từ đổi nhịp là hoàn hảo, nhưng sau đó thì chủ nhân của cú đổi nhịp rồi, chắc phải lên bảng đếm số. Lại thì Sogan đã làm cực kỳ tốt với khung phòng lên của mình. Các pha giao tranh tổng và bên phía Team Secret lại không có ai chạm được người anh ta cả. Dịch chuyển được dùng đến từ vị trí của Hero. Phong lôi tới chuẩn xác. Artifact đang có một thiếu xử lý khá liều lĩnh nhưng ta vẫn có đủ máu để có thể rút lui được. Còn trong khi đó thì Binjay có về đây không đấy, Shogun có về đây không đấy, Taki đã đến rồi, hất tung tốt đến từ Taki. Và Hero không có tốc biến đang bị thả diều liên tục, anh ta nhảy thẳng vào Shogun còn tốc biến để tiếp tục thả diều thêm. Bên cánh còn lại Eddie đã tìm kiếm được ma hàng của Binjay và pha này thì Shogun đã về kịp. Với Penguin với những lần lốc xoáy từ bấy đến giờ thì tôi đang thấy rằng là Shogun đang được chơi một cách đầy tự do và thoải mái. Cú hất tung tiếp tục là tốt và đó là khiêu khích thành công với khúc ca lan tỏa. Cái trụ này là có tiền thưởng mục tiêu nhưng hơi tham quá rồi. Hero thì cố gắng để ăn được đó, sau đó thì Hero cũng chết. SD thì cũng chẳng khá hơn, anh ta không thể về để cho bạn mình mắc kẹt trở lại. Vẫn còn một áp lực với cú trừng phạt của con ngộ không, không có tốc biến, vẫn có phân thân xuống này. Đánh luôn. SKB tìm kiếm Penguin để tấn công, ép luôn anh ta khỏi hang Baron. Hatmet chưa dừng lại đó, anh ta muốn tìm kiếm Penguin thật. Và anh ta đã cắt rất đau, Penguin bắt buộc phải tung chung cuối lốc xoáy để cố gắng rút lui. Su Hào đang hỗ trợ cho Penguin trong việc rút lui nhưng bây giờ thì Su Hào thậm chí đang phải tự lo cho tính mạng của mình khi mà Binjay cắt quá đau. Anh ta thông thẳng vào và khiến Su Hào lên bảng đếm số rồi. Binjay yếu máu, Binjay dính hồn gió, Binjay đã nằm. Nhưng một mình Binjay đã đổi tới hai mạng khiến họ chưa có được những phương án mở giao tranh một cách hiệu quả. Và bằng thẳng vào Eddie tính làm cái gì thế này, anh ta tính tốc biến đá ai đó về nhưng ta không đá được ai cả, anh ta đá Binjay đi ra. Hất tung quá tốt đến từ Taki và free shot đến từ Shogun, anh ta bắn tất cả những gì trước mặt của mình kể cả cái bóng ngủ không anh ta cũng bắn. Và anh ta vẫn đang bắn được trước khả năng cover, trước khả năng hiệu không chế từ tiến trước của SGB. SGB không ai phải đóng xuống cả, Hero hết phản đòn và anh ta không chống chịu nổi nữa. Anh ta đã phải lên bảng, Taki băng thẳng vào mở, hất tung thành công vị trí qua Artifact lên. Artifact yếu máu, Artifact không có bio, không có tốc biến và anh ta cố gỡ mạng nhưng chỉ gỡ được một mạng và sau đó phải lên bảng. Họ gỡ được mạng thứ hai thì bị quét sạch và chiến thắng tại lượt về của cái đấu giữa SGB. Và Team Secret gọi tên SGB, đội tuyển đầu bảng của VSET đã bị đánh bại và ngắt chuỗi trận thất bại của mình là con số 2 về con số 1 trận thua. Like và subscribe kênh Việt Nam Championship Series BOD and Highlight để đón xem những diễn biến hấp dẫn của giải đấu bộ môn thể thao điện tử Liên minh huyền thoại.